sau dịch bây giờ mình đi những shop như những shop của Úc, đồ ăn đâu còn bán nhiều đầy đủ như trước, lúc nào đồ ăn cũng thiếu, đem tiền vô chưa chắc đã mua được những món mình thích. Nếu như mình muốn mua cái loại thịt đó thì giờ nó cũng không có hàng, muốn mua giấy vệ sinh đó không có hàng, muốn mua kem ice cream hay cái chips đó nhà hay ăn, chứ cái nát kịch đó nhà ăn cũng không có hàng. Chi hồi trước tới giờ cái loại chi là loại chi ăn sống, chi mà để nhét vô trong bánh mì bán ngoài shop nè, là người ta, nó cắt sẵn slice 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 hết rồi, bây giờ không có loại cắt sẵn, mình phải mua về mình tự cắt, bởi vì hàng hóa nó ảnh hưởng rất là nhiều chứ không phải là không ảnh hưởng đâu. Khổ không hồi đó họ cắt ra miếng hình vuông nè, mình cứ việc mình để vô bánh mì hay gì là xong. Bây giờ mình cắt mà mẹ cắt này sai, thành ra mình phải cắt lại, cắt gì thôi, rồi còn phải cắt mỏng 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 nữa, mỏng thớ giống như vậy nè. Bây giờ người ta không bán nữa, mình phải mua mình cắt thôi. Russia. Máy móc nhiều lắm, nhưng mà cái cheese này tức là phải cắt như vậy thôi, không có máy slice được như là slice thịt. Shop đi mấy shop rồi không bán, phải mua gì cắt thôi. Cái này cái loại mà mình slice mình ăn nè, phải cắt mới để vô đây slice được. Rồi ăn được rồi chốt rồi xem. Ở đây sáng sớm mà đi làm là 5 giờ sáng thức đi làm, hoặc là đi trễ hơn làm office làm 9 giờ 8 giờ đi gì nữa, 7 8 giờ đi gì nữa thì cũng chỉ có ăn bánh mì như vậy, hoặc là cereal ăn với sữa, cereal với milk ấy. Rồi uống ly cà phê là đi làm tự pha ở nhà hết. Buổi trưa thì đem đồ ăn phát ở nhà sẵn vô ăn lunch, tối về mấy con bữa đến buổi 6 giờ 7 giờ ăn chín thịt cá đồ rau củ quả, chứ còn buổi sáng sớm là ăn như vậy là chứ không có được tô hủ tiếu bánh canh phở đâu nha. Ra quán ngồi nhây nhây giữa giờ làm, một đầu giờ làm ở đây là không có, chắc do anh cổ chạy thôi. Giờ cắt chi tiếp còn nhiều lắm, hy vọng là đi shop mua có lại đi khỏi cái màn cắt này khổ quá. Mở trong tủ lạnh lấy ra mua về để tủ lạnh giờ còn cứng, để nó mềm chút nữa cắt mới được. Cắt nữa cắt nữa cắt nữa, này cắt nhỏ nó không được, cắt thành hai nó thì được để nó mềm cắt tiếp. Lúc nào cắt khó quá thì thôi, để nó chỉ ra thì cắt cũng khá là dễ. Sự khó khăn của sau Covid đó, trước mua là có hết, họ slice sẵn hết, bây giờ em kêu đang cắt cheese nghe chim kêu, chim sau vườn rồi chim bên hông nữa, hông nhà nữa nè. Người ta cắt bằng máy, người ta bán luôn thì nó miếng nào miếng nấy đều đều, còn mình cắt nè. Lấy ra cắt tiếp. Mình cắt cheese để mình làm miếng bánh mì cheese bread cho thằng cháu nó ăn. Rồi bây giờ mình làm món khác, chắc cắt cheese để xào xào bò cho bé cháu lớn ăn, bữa nay cũng cuối tuần ở nhà. Đấy, thịt bò này rất là ngon nè. Chiều tối nay nhà đi ăn buffet ở ngoài rồi, cho nên bữa trưa này tính ăn sơ sơ cái này chơi một tí, thì mà để làm sandwich cho cháu cái đã, rồi mình sẽ ăn luôn sơ sơ này một tí. Mà trời ơi, đúng là cái chích cái thuốc Covid này nha, quên trước quên sau. Bây giờ người ta chích tới mũi thứ năm rồi mà mình ba mũi là mình ngưng. Mà trước không có tóc bạc mà sao giờ có tóc bạc rồi bị quên nữa, sợ nhất là cái quên nè. Tóc bạc thì chắc tới tuổi già mình bị. Còn cái quên này. Mua cheese. Mua butter nữa để ăn bò làm bò nè, mà cuối cùng quên. Trong tủ lạnh còn có mấy cục cục to vậy nè, mẹ cắt ra xài, giờ còn lấy ba cục nhí giờ xài đỡ. Còn mấy miếng này cheese mới cắt nè, thì để kẹp vô ăn thôi. Kệ, cũng còn nhớ mua nấm để ăn với bò, đúng thôi là ăn không rồi.
Nấm này là sweet mushroom chứ không phải là oily mushroom. Nấm nâu. Cắt bỏ tí cái đầu đi. Bé cháu lớn nó đang đàn, nó học rồi nó đi dạy nữa. Bây giờ nó vừa xong lớp 12 á. Nó đi dạy thêm đàn trước rồi nó học. Bởi vì nó đàn mà trước hơi sùm tí. Người coi thông cảm. Nấm này mình ăn theo kiểu gì á, thì mình để nguyên. Mình sắc ra một vài cái rồi mình làm kẹp bánh mì. Chứ không phải cái nào mình cũng cắt về. Để nguyên ăn sẽ ngon hơn chứ. Cái này mình đang làm kiểu khác. Rồi đó, để qua một bên, rồi mình lấy bò ra. Còn gì ăn nấy, ở trong nhà còn gì ăn nấy, mai cuối tuần đến ngày đi chợ nữa rồi. Mình ra tủ lạnh cũng sạch bách đồ. Cháu gái nó đàn xong rồi đó, bởi vậy yên ả rồi. nó học xong lớp 12, vừa xong 12 giờ đang nghỉ tới tháng 2, tháng 3 năm sau á, mới vào uni. Bây giờ nó đang rảnh lắm, đi dạy thêm, đi làm thêm môn đàn đó, thì có đi bán cà phê thêm nữa. Thịt bò Úc là xuất sắc, mềm mại, thơm ngon. Ở ngoài sau cái vườn rau của mẹ, rau ăn này ăn kia, xào đồ, nấu canh, ăn phở. Xung quanh nhà nè, nhiều lắm, nhiều rau lắm. Để ăn gỏi cuốn, mùa hè tới, nóng, thời tiết nóng bắt đầu nó sinh sôi. Mà bây giờ thì mình chỉ hái cái rau phù hợp vô để mình ăn với bò thôi, ăn chơi với bò thôi. Trời ơi, tí tỏi vô nha. Bơ thì bơ đờ thì mình phải mua thêm, không đủ ăn. Để mình cắt ra để vô bánh mì cho nên mình chiên hơi chín, chứ ăn bình thường để nguyên miếng ăn kiểu steak á, mình nên ăn sống sống ngon hơn. Mấy đứa cháu nó cũng thích ăn sống nhưng nó không thích chín lắm, nên là mình làm hơi chín để mình ăn với bánh mì. Dạ, khi mà nó chín thì rồi mình mới trở qua trở lại nè, chứ cái lúc mà hồi nãy nó còn đỏ ươm ươm mình cứ để, mình đừng trở nhiều, trở nhiều đó là mất vị mềm mại ngon của miếng thịt. Mình làm hơi chín chín ăn bánh mì. Chín mà vẫn rất mềm. Mềm ghê luôn á.
cái chảo lúc nãy xào bò, còn chút dầu, chút bơ. Cái size của cái miếng bánh mì này của mình hơi nhỏ, đáng lẽ to hơn, tại vì mình đáng to hơn thì này vừa cái miếng thịt này dư rồi. Xong. Lấy miếng rau ra gói. Vậy là sao hái vài cọng rau hợp với ăn thịt bò nữa. Nên ăn đơn giản chứ không có đầy đặn như là ăn thịt nướng Hàn Quốc. Rồi, rửa cải salad. Ăn kèm là ngon rồi. Ui, mình chợt nhớ ăn thịt bò, ăn với cái này được nữa nè, thịt bò hay là ăn mực á. Hái này vô mình xào ăn lắm nè. Giờ mình thiếu rau cải, cuối tuần là phải đi shop mua, bữa nay ngày đi shop mua đồ cho một tuần mới nè, cho nên tủ lạnh trống trơn. Bây giờ hết rồi thì mình cứ tận dụng những gì có sẵn ở nhà mình ăn thôi. Nhớ trong đầu là mua gì nữa, bây giờ trí nhớ. Vô trong shop bây giờ nhiều khi mình muốn mua món mình muốn mua mình nhớ lại không có bán. Sau Covid đó, hàng hóa gì đâu mà thiếu thốn. Bán những cái gì mà mình không có thích mua, trước giờ không có quen xài, không quen ăn. Còn những cái mình muốn mua thì không có hàng, không có món đó. Còn những cái mình quên mua nữa, người ta có bán mà mình quên mua về mới nhớ thích. Thôi. Rau vườn nhà mẹ. Không phút sau không cái gì hết. Rồi bây giờ mình ăn tí này là mình phải quay này cho mọi người coi. Nhưng mà phải ngồi ở ngoài sau này để em thôi, trong nhà khói lắm. Hôm nay cuối tuần á, hàng xóm ở bên mình đã ăn chơi gì cũng bao nhiêu mà trời. Tây với Ấn Độ. Để vậy nghe ông sùm á, mọi người cũng thông cảm, ở trong nhà hồi nãy cũng ông sùm, bây giờ ra ngoài này cũng ông sùm. Tại vì ở bên Úc này, xung quanh ở ngoài sau vườn nhà là thông thoáng với nhau, thì cách nhau có một cái fence, một cái hàng rào á, mà hàng rào cũng phải xây thấp theo cái quy định của council, chứ không được mình muốn cao hơn nữa cũng không được, hay mình muốn thấp xuống hơn nữa cũng không được, nó phải ở cái mức độ đó thôi. Thành ra xung quanh thông thoáng lắm. Nếu mà mấy người cao cao trên 2 mét mà đứng mà nhón qua là bên này nhìn thấy bên kia. Mình ăn này mà mình có thịt đủ loại thịt hết thì mình sẽ ăn theo kiểu là barbecue Hàn Quốc á. Nhưng hôm nay mình ăn chơi chơi buổi trưa một tí để chiều còn đi ăn ở ngoài á. Với lại nhà có gì dùng nấy. Với lại muốn ăn thịt bổ cho các bạn coi. Thành ra chỉ có con giày. Mà ăn
hôi quá mà khói bay ra ngoài sao ăn, mà ăn barbecue ban ngày. Thường là mình ăn này với gia đình là buổi chiều tối, ăn đến ngờ luôn á. Vì ăn này mà ra ngoài này tưởng êm đềm mà hàng xóm cũng quá ung sùm. Những ngày cuối năm mà bữa nay là thứ bảy là cuối tuần, gần Thanksgiving tuần sau tới rồi. Mà những ngày cuối năm ở Úc nữa, những ngày cuối năm ở Úc, Giáng sinh rồi lễ lộc sắp tới, bởi vậy ai cũng vui chơi ăn uống, người gì cũng vậy hết. Phải mở lưỡi nhỏ lại. Quá thơm. Chấm với cái này. Này, cái này tương Hàn Quốc. Rồi ăn thôi. Cái cải này cũng không có đúng là cái cải để mà mình ăn, có gì ăn nấy, còn gì ăn nấy trong tủ lạnh. Cái này là ăn không có đúng theo tiêu chuẩn của cái gì hết á. Ăn là thích ăn theo kiểu gì ăn. Việt Hàn, ôi tùm lum. Trời ơi, tụi nó về, bắt đầu quậy dì ba rồi đó. Dạ mi, cái nước dạ mi. Dì ba đang ăn cái này mà, đâu có ăn cái đó đâu mà dám gì. Yummy cookie.
Sớm thì bơi lội, ăn uống ngoài vườn cuối tuần rồi những ngày cuối năm nữa để lọc. Ở trên trời thì máy bay bay nè, giờ đang nướng thịt không có quay, không có quay. Ở trong nhà mấy đứa cháu về, đi chợ về với ngoại nè, nó quậy. Sắc không? Gì bà? Rau cải rồi đó, cuối cùng.
kia happy birthday to you, sinh nhật ai nữa. Ông sùm nãy giờ giờ nè. Xong thì bên kia nó cũng nắng quá, nó cũng nghỉ sùm ăn uống bơi lội. Bên trên bầu trời giờ có máy bay bay thôi, bay đi Việt Nam chán. Nhớ Tết Việt Nam.